Quý vị và các bạn thân mến, xin mời các bạn cùng đến với những diễn biến trực tiếp của giải quần vợt Việt Nam Open năm 2016. Và chúng ta đang có mặt tại sân đấu trung tâm tại câu lạc bộ Lan Anh, thành phố Hồ Chí Minh. Và phía trước sẽ là ngày thi đấu cuối cùng của giải Việt Nam Open năm 2016 với những diễn biến đáng chú ý ở hai trận chung kết nội dung đôi nam và đơn nam của giải. Cùng với đó là những buổi lễ trao giải cũng như là bế mạc của giải đấu này năm 2016. Phía trước thì sẽ là trận đấu chung kết đầu tiên trong ngày, cuộc đối đầu giữa các đôi vợt ở chung kết nội dung đôi nam của giải, nơi có sự góp mặt của hai tay vợt hạt giống số 1, đó là Sanchai Ratiwat và Sonchat Ratiwat. Và ở trận đấu tranh chức vô địch ngày hôm nay thì họ sẽ gặp đôi vợt hạt giống số 4, đó là Jevan Nedunchezijan và Ramuka Ramanathan, đôi vợt hạt giống số 4 đến từ Ấn Độ. Lúc này thì hai đôi vợt đã có mặt ở trên sân đấu trung tâm và đang làm thủ tục trước khi bước vào trận đấu ngày hôm nay. Là vai trò hạt giống số 1 và cũng là đôi vợt có thứ hạng rất cao lúc này trên bảng xếp hạng đôi nam thế giới. Hai tay vợt song sinh Sanchai Ratiwat và Sonchat Ratiwat đã thể hiện được phong độ của mình rất tốt tại giải đấu này và đang là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch. Hai tay vợt của Thái Lan vẫn chưa để thua một set đấu nào trên đường vào đến trận đấu chung kết ngày hôm nay. Trong khi đó, đôi vợt hạt giống số 4 của Ấn Độ, Nedunchezijan và Ramanathan cũng đã thể hiện phong độ cao, vượt qua nhiều đối thủ khó chơi trên đường vào đến trận đấu tranh chức vô địch ngày hôm nay. Trên khán đài lúc này chúng ta thấy được sự góp mặt của rất nhiều những đại diện của nhà tài trợ, ban tổ chức cũng như là đại diện các đơn vị truyền hình và hãng truyền thông trong thành phần ban tổ chức của giải. Ngày thi đấu cuối cùng của giải Việt Nam Open năm 2016 và một trong những tay vợt có mặt ở trận đấu chung kết đôi nam ngày hôm nay đó là tay vợt đến từ Ấn Độ 27 tuổi, tay vợt Jevan Nedunchezijan, tay vợt xếp hạng 128 trên bảng xếp hạng đôi nam ATP. Thành tích đáng kể của tay vợt này đó là vô địch giải Nanjing Challenger 2016 ở nội dung đánh đôi nam. Và Nedunchezijan đánh cặp rất ăn ý với Ramanathan, tay vợt 21 tuổi, có thứ hạng 257 trên bảng xếp hạng ATP lúc này. Ramanathan cũng đã vô địch giải Tây Ban Nha F12 Future 2016 và vào đến tứ kết nội dung đánh đôi của giải Excel Chennai Open năm 2016 trong khuôn khổ ATP Gold Tour. Dù vậy, trong trận đấu ngày hôm nay thì đôi vợt Nedunchezijan và Ramanathan sẽ phải đối mặt với một đối thủ rất khó chơi là đôi vợt hạt giống số 1. Ở vòng đấu đầu tiên thì đánh bại Balaji và Ito. Hai tay vợt của Ấn Độ đã phải cần tới 3 set đấu, trong đó là siêu tie break, họ giành thắng lợi với tỷ số 14. Nhưng những vòng đấu sau đó gặp Rochette và Thabachương của Pháp, cũng như là đánh bại các tay vợt Takeuchi và Uchiyama của Nhật Bản, đôi vợt hạt giống số 4 của Ấn Độ đều chỉ cần 2 set để giành chiến thắng. Ngày hôm nay phía bên kia lưới là đối thủ rất khó chơi, đó là đôi vợt đang cứ hạng rất tốt, 102 trên bảng xếp hạng ATP lúc này. Đôi vợt người Thái Lan, Sanchai Ratiwat và Sonchai Ratiwat. Đây là tay vợt Sanchai Ratiwana, tay vợt hạng 102 trên bảng xếp hạng ATP, lúc này đã 34 tuổi. Đáng chú ý của hai tay vợt người Thái Lan, đó là vô địch đôi giải Chennai Open 2008 và từng vào đến vòng 3 nội dung đôi nam của Wimbledon 2010.
Sonchat Ratiwat, tay vợt 34 tuổi, cũng xếp hạng 102 thế giới và đã cùng với người anh em song sinh là Sanchai đã vô địch các giải đấu trong cuộc ATP Gold Tour. Hai tay vợt này đã thi đấu khá thành công và đã từng có vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng đôi thế giới là hạng 39 thế giới vào tháng 4 năm 2008. Sanchai và Sonchat đã thi đấu rất thành công khi đánh bại Kozlov và Krueger ở vòng 1 với tỷ số 2-0, vượt qua Hoàng Nam và Hoàng Tiên của Việt Nam ở vòng 2, vòng tứ kết. Đánh bại các tay vợt là Prasan Phạm và Christopher Rungkat ở vòng đấu bán kết đều với tỷ số cách biệt là 2-0. Họ vẫn chưa để thua một set đấu nào trên đường vào đến trận chung kết ngày hôm nay. Đây là trọng tài Adel Bouquet, trọng tài của Iran, sẽ là người điều khiển trận đấu này giữa hai đôi vợt. Trận đấu tranh chức vô địch nội dung đôi nam của giải Việt Nam Open 2016 trong cuộc ATP Challenger. Các tay vợt song sinh đến từ Thái Lan đó là các tay vợt Sanchai và Sonchat đều tập trung thi đấu vào nội dung đánh đôi. Và họ là một trong những đôi vợt song sinh thi đấu thành công nhất tại châu Á ở nội dung thi đấu này. Năm nay đã 34 tuổi. Những đôi vợt này vẫn đang có thứ hạng rất tốt, sát top 100 trên bảng xếp hạng ATP. Và nếu thi đấu thành công tại các giải đấu trong khuôn khổ Challenger như thế này cũng sẽ giúp cho Sanchai và Sonchat có cơ hội trở lại với top 100 thế giới. Đây là giải đấu trong khuôn khổ ATP Challenger và nếu giành được chức vô địch ở nội dung đôi nam của giải thì sẽ giúp các đôi vợt giành được tới 90 điểm trên bảng xếp hạng ATP, 55 điểm dành cho vị trí Á quân. Và danh hiệu vô địch cũng sẽ mang lại mức tiền thưởng là 3.100 đô la Mỹ. Trận đấu chung kết đôi nam sẽ bắt đầu với quyền giao bóng trước dành cho các tay vợt hạt giống số 4 đến từ Ấn Độ. Cũng dường như giống như những trận đấu khác thuộc nội dung đôi nam của giải đấu này thì trận đấu chung kết này sẽ đánh điểm bóng vàng ở điểm số 40 đều trong game đấu và các đôi vợt sẽ phải đánh loạt Super Tie Break để phân định thắng bại nếu như tỷ số trận đấu được cân bằng 1 đều.
Rakumar Ramanathan đang là tay vợt cầm giao bóng bên phía các tay vợt của Ấn Độ. Đã có lỗi giao bóng kép trong tình huống này. Như vậy là những điểm đầu tiên trong trận đấu đã thuộc về phía đôi vợt song sinh của Thái Lan. Không 30. Như vậy là trong game đấu sơ bóng đầu tiên này thì Nedum Chesiyan và Ramathan đã phải đối mặt với ngay khó khăn. Họ mất điểm liên tiếp, không phát huy được lợi thế giao bóng và đối mặt với 3 break point và cả điểm bóng vàng ở trong game đầu tiên này. Game giao bóng không tốt của tay vợt Ramathan. Rất đáng tiếc khi mà đôi vợt hạt giống số 4 của Ấn Độ đã không thể giành được một điểm nào trong game giao bóng đầu tiên của mình. Trong đó thì Ramathan đã mắc tới 2 lỗi giao bóng kép, mất trắng game đấu giao bóng đầu tiên của hai tay vợt Ấn Độ, đã tạo ra cơ hội và lợi thế sớm cho các tay vợt Sanchai và Sonchat. Sanchai Ratiwat là tay vợt cầm giao bóng trước bên phía đôi vợt song sinh của Thái Lan. Hai tay vợt đó kinh có thể hình bên ngoài rất giống nhau. Từ trang phục thi đấu, giày dép, vợt. Rất khó để phân biệt hai tay vợt này, và thậm chí là họ cũng sử dụng những trang phục hoàn toàn giống nhau. Đó là tình huống mà Ramathan đã thực hiện pha né người và trả ra bóng nhưng anh đã không thành công. 30-0 nghiêng về phía đôi vợt hạt giống số 1. Pha xử lý rất bình tĩnh của hai tay vợt Thái Lan. Ở tình huống này thì họ đã liên tiếp phải đối mặt với những pha bắt và cái bóng nhanh của đối phương. Nhưng Sonchat và Sanchai đều đã đánh rất tập trung và họ phòng ngự rất hay khi đánh hai lưới ở tình huống vừa rồi. Cú lốp bóng không thành công của tay vợt Ramathan. Và game giao bóng đầu tiên của Sonchat và Sanchai đã hoàn toàn khác biệt so với đôi vợt của Ấn Độ. Họ là những người giành điểm liên tiếp và không cho đối phương có một cơ hội nào. Nhanh chóng gia tăng khoảng cách tỷ số lên thành 2-0 ở trong set đấu thứ nhất. Đó là điểm đầu tiên trong trận đấu này cho hai tay vợt Nedum Chesiyan và Ramathan. Chúng ta cùng xem lại cú smash rất chính xác này. Tình huống chào bóng trái tay của tay vợt người Thái Lan nhưng anh đã thực hiện không chính xác. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Pha đẩy bóng khá hiểm, bóng chỉ đi hơi chệch dây một chút thôi.
40-0 cách biệt cho các tay vợt Nedun Chichijan và Ramathan. Đi uống sâu bóng tương đối tốt khi nhằm vào trái tay của đối phương và tạo ra cơ hội rất tốt trên lưới cho người đồng đội Ramathan. Cú xử lý trái rất tốt. Tay vợt của Thái Lan đã tận dụng tốt cơ hội này. Ngay cả khi chúng ta nhìn được rất sát gương mặt của hai tay vợt Sanchai và Sonchat thì vẫn rất khó phân biệt được hai tay vợt này. 40-15. Đó là tình huống giao bóng lỗi của tay vợt Nedun Chichijan. Tình huống mà tay vợt của Thái Lan trên lưới đã bị bất ngờ, khiến cho anh thực hiện pha đánh không chính xác. Các đại diện của Ấn Độ hạt giống số 4, Nedun Chichijan và Ramathan cuối cùng đã có được game thắng đầu tiên ở trong trận đấu ngày hôm nay, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở trong set đấu thứ nhất. Ở nội dung đôi nam của giải Việt Nam Open năm 2016 này thì Việt Nam chúng ta có hai suất được cách tham dự. Trong đó có đôi vợt hàng đầu Lý Hoàng Nam và Nguyễn Hoàng Thiên. Hoàng Nam Hoàng Thiên đã thi đấu thành công ở vòng đấu đầu tiên khi đánh bại Daniel Charo và Akira Satilan với tỷ số 6-3-6-4. Nhưng ở vòng đấu tứ kết đã để thua trước chính hai tay vợt Sanchai và Sonchat Ratiwat. Đôi vợt hạt giống số 1 với tỷ số là 4-6-3-6. Đôi vợt còn lại là Lê Công Tiến và Nguyễn Đắc Tiến cũng đã dừng bước ngay từ vòng đấu đầu tiên khi để thua trước hai tay vợt là Prasan và Christopher Runcat với các tỷ số 0-6 và 2-6. Sonchat là tay vợt cầm dao bóng ở game đấu thứ tư này. Đó là pha dứt điểm rất dễ dàng trên lưới của tay vợt Sonchat. Trả đá bóng không thành công của tay vợt Ramathan. Đó, tình huống mà tay vợt của Ấn Độ cũng đã lùi khá sâu nhưng vẫn thực hiện pha trả dao bóng một không thành công. Làm thêm một game giao bóng rất hiệu quả nữa của tay vợt Sonchat Ratiwat. 40-0 cho đôi vợt hạt giống số 1. Anh em nhà Sonchat và Sonchai đã có được số điểm winner tốt hơn ở trong những phút đầu tiên. Đó là một pha đánh rất chiến thuật của tay vợt Sonchat. Nhận thấy đối phương đã di chuyển đánh hai lưới và anh đã thực hiện một cú lốc bóng rất khó, buộc đối phương phải di chuyển và cứu bóng rất sâu và không có cơ hội nào cho Ramathan ở tình huống này. Tỷ số đã nâng lên thành 3-1 cho anh em nhà Ratiwat.
Cú gắt bóng không thành công. Trên lưới tình huống này thì Dedun Jechijan đã thực hiện pha dứt điểm rất khéo. Anh đã không cho đối phương có cơ hội bắt bài. 30-0 nghiêng về phía các tay vợt hạt giống số 4. Lỗi giao bóng của tay vợt Ramanathan. Tỷ số đã rút ngắn xuống còn 30-15. Rất nhiều lỗi kép từ đầu trận đấu đến giờ của hai tay vợt người Ấn Độ. Họ đã mắc tới 4 lỗi giao bóng kép. Đó là tình huống bắt lưới tốt của tay vợt Dedun Jechijan. Và bóng được cài vào sát vị trí của tay vợt người Thái Lan khiến cho anh đã xử lý không thành công. Pha xử lý rất nhanh của hai tay vợt Sanchai và Sochat. Họ liên tục cài bóng tình huống này. Nhưng đôi vợt của Ấn Độ cũng đã đánh rất lì lợm trong tình huống này trước khi họ gặp khó khăn và không thể giành điểm. 40-30. Đó là tình huống đánh tranh chấp trên lưới rất quyết liệt của hai đôi vợt. Một pha bắn lưới rất tốt trong tình huống này của tay vợt người Thái Lan. Và như vậy là điểm số được cân bằng 40 đều. Thì đó đồng nghĩa với việc Dedun Jechijan và Ramanathan phải đối mặt với điểm bóng vàng ở game cầm giao bóng này. Họ có thể lựa chọn ô giao bóng và đối phương thì có thể lựa chọn người đỡ giao bóng. Bóng hai của đối phương đã không được tận dụng từ phía các tay vợt của Thái Lan. Điểm bóng vàng game đấu này thuộc về phía Dedun Jechijan và Ramanathan. Tiếp tục giúp cho đôi vợt hạt giống số 4 rút ngắn tỷ số và tiếp tục bám đuổi đối thủ ở trong set đấu đầu tiên. Trong làng quần vợt thế giới thì cũng có rất nhiều các đôi vợt song sinh đã từng đánh cặp với nhau rất thành công. Họ là những đôi vợt kết hợp với nhau rất ăn ý và rất hiểu nhau. Và đôi vợt hàng đầu phải kể đến đó là đôi vợt, một trong đôi vợt vĩ đại nhất trong lịch sử đánh đôi thế giới, anh em Brand. Họ đã ngoài tuổi 30 lúc này, cũng giống như anh em nhà Rod Stewart, nhưng vẫn đang là một trong những đối thủ đáng gờm và có mặt trong top đầu trên bảng xếp hạng sau khi đã trải qua một sự nghiệp thi đấu vô cùng thành công với hàng trăm danh hiệu ATP và các giải Grand Slam cùng với nhau. Lợi thế ở trong set đấu đầu tiên của trận đấu chung kết này vẫn tiếp tục thuộc về phía các tay vợt của Thái Lan, đôi vợt hạt giống số 1. Và Sanchai là người cầm giao bóng ở game đấu tiếp theo này.
Dolon phá đánh rất hay phản công của tay vợt Sanchai. Tình huống mà các tay vợt của Ấn Độ đã thực hiện cú lốc bóng, nhưng Sanchai vẫn di chuyển kịp và thực hiện một cú đánh phản công cực khéo, bóng đi dọc dây và rất sâu. Pha xử lý rất tốt trên lưới của hai tay vợt Edun Chechiyan và Ramanathan. Đây là một trong những điểm số hiếm hoi mà họ giành được trong một pha tranh chấp trên lưới với đôi vợt hạt giống số 1 từ đầu trận đấu đến giờ. Pha xử lý và cài bóng cực khéo dứt điểm tình huống tranh chấp vừa rồi là của Edun Chechiyan. Lỗi trả ra bóng của Edun Chechiyan. Edun Chechiyan lúc này đang có thứ hạng 128 trên bảng xếp hạng đôi nam ATP, một vị trí cũng rất sát vị trí của hai anh em song sinh nhà Ratiwat. Pha di chuyển nhanh và thực hiện cú đánh cực tốt. Bóng uy lực đủ để giành điểm của hai tay vợt Sanchai và Sonchat đã giúp họ vừa lên dẫn trước với tỷ số là 4-2. Bóng đi quá căng và vào sát chân của tay vợt Ramanathan. Đó tình huống xử lý không thành công của tay vợt Edun Chechiyan. Trong đà lên lưới tình huống này, anh ấy phải thực hiện một pha xử lý bóng ở vị trí cực ngắn và trái tay. Pha trả ra bóng rất hiểm và đầy khó chịu của các tay vợt Thái Lan. Nhưng tình huống vừa rồi trọng tài sẽ xác định bóng lỗi. Về tình huống mà tay vợt của Thái Lan đã thực hiện cú lốc bóng không thành công, bóng quá non và tạo ra cơ hội cho Edun Chechiyan. Rất nhiều lỗi giao bóng kép của hai tay vợt người Ấn Độ ở trong những phút đầu tiên của trận đấu này. Và vừa rồi lại thêm một lỗi double fold nữa của hai tay vợt hạt giống số 4. Lỗi giao bóng kép thứ 5 của họ và những game giao bóng của Edun Chechiyan và Ramanathan đã luôn phải đối mặt với không ít áp lực. Cú bung trái rất nhanh nhưng hơi khá sát chân của tay vợt người Thái Lan và bóng đã không qua lưới.
Lợi thế trên lưới trong tình huống này thuộc về phía Ramanathan, khi anh có được những góc đánh rất thuận lợi và thực hiện được những pha ngắt và cài bóng tương đối chính xác. 40-15 cho đội vợt hạt giống số 4. Cú đánh đổi hướng cực khéo trong tình huống này của đại diện người Thái Lan. Chúng ta cùng xem lại cú bung trái bắn vào vị trí lưới của tay vợt Ramanathan, nhưng sau đó là một cú đánh đổi hướng rất chính xác, hoàn toàn loại bỏ được Leon Chechijan khi tay vợt của Ấn Độ đã di chuyển vào ba vị trí giữa lưới. 40-30. Lộ ra bóng 1 của Leon Chechijan. Như vậy là ra bóng không thành công, rất đáng tiếc. Tình huống mà trọng tài xác định là bóng tốt. Đó, tình huống mà bóng đã trong sân mang lại cơ hội ghi điểm quyết định trong game đấu vừa rồi cho đội vợt hạt giống số 4 của Ấn Độ, và họ vẫn đang tiếp tục bám đuổi rất sát đối thủ sau 7 game đấu đầu tiên ở trong trận đấu này. Ngày thi đấu cuối cùng của giải Việt Nam Open 2016 và thu hút được đông đảo các người hâm mộ đến với sân đấu trung tâm tại câu lạc bộ Lan Anh, Thành phố Hồ Chí Minh. Tại giải Việt Nam Open 2015 diễn ra tại đây vào năm ngoái, thì trước vô địch nội dung đôi nam đã thuộc về phía đôi vợt liên quân người Pháp và Đức, đó là Christian Lamas và Nils Langer, khi họ đánh bại Saket Mineni và Sanam Saik của Ấn Độ trong trận chung kết với tỷ số 1-6, 6-3, 10-8. Cũng ngược dòng rất ngoạn mục. Game giao bóng tiếp theo của các tay vợt người Thái Lan và người giao bóng ở game đấu này là tay vợt Sonchai, là tay vợt Sonchat. Tình huống vừa rồi thì ở trên lưới Ramanathan đã có cơ hội ghi điểm khá dễ dàng. Những game đấu giao bóng của Sanchai và Sonchat đều đã rất thành công. Tình huống đánh rất hay khi di chuyển lên lưới và tạo áp lực nhanh cho đối phương từ phía Leon Chechijan, khiến cho Sanchai và Sonchat đã có một pha di chuyển vào bao sân không được tốt. 15-30. Đó là cú smart không thành công của Sonchat. Game đấu thứ 8 sẽ có cơ hội mang tính bước ngoặt cho đôi vợt của Ấn Độ. Họ đang đứng trước tới 2 break point và điểm bóng vàng.
pha đánh rất cố gắng cứu bóng của Nedun Chichichan và Ramanathan. Nhưng vừa rồi là pha đánh mà cả Sanchai và Sonchat đều đã rất bình tĩnh để xử lý trên lưới với những pha cái bóng khéo. Họ còn phải cứu tới 2 điểm nữa. Cú đánh rất chiến thuật, bóng đổi hướng và thực hiện cú đánh sâu nhưng không thành công của Ramanathan. Game đấu cho đôi vợt hạt giống số 1 và họ phải đối mặt với điểm bóng vàng. Và đây cũng là break point thứ 3 mà đôi vợt hạt giống số 1 phải đối mặt ở trong set đấu thứ nhất. Như vậy là cú vùng trái không thành công sau phải di chuyển khá nhiều của tay vợt Sonchat. Game đấu thứ 8, đôi vợt hạt giống số 1 đã không thể duy trì được lợi thế dẫn break của mình. Đủ trước tới 2 break point nhưng phải đến điểm bóng vàng thì Nedun Chichichan và Ramanathan mới đòi lại được break để cân bằng tỷ số 4 đều trong set đấu đầu tiên của trận đấu chung kết này. Một tình huống xử lý khá dễ dàng trên lưới, bóng đi chậm và vào sát vị trí của Nedun Chichichan. Giờ cùng xem lại pha dứt điểm của tay vợt người Ấn Độ. Pha xử lý bình tĩnh và hiệu quả. Lỗi trong tình huống này của tay vợt người Thái Lan. Liên tục tình huống xử lý nhưng rõ ràng là so với những phút đầu tiên thì các đại diện của Thái Lan ở những phút vừa qua đã thi đấu không thực sự hiệu quả. Những pha đánh và cái bóng, những tình huống dứt điểm của hai tay vợt này vẫn còn mắc lỗi nhiều. Số lỗi của đôi vợt hạt giống số 1 đã gia tăng ở những game đấu vừa qua. Bóng nhằm vào trái tay tình huống này và đã có lỗi từ phía cặp song sinh. Tình huống trả ra bóng không tốt. Sau đà lên lưới tình huống này, Ramanathan đã bị bất ngờ khi đối phương đánh cài vào đúng vị trí của anh. 40-15. Giờ bóng không tốt, bóng hài của tay vợt Ramanathan nhưng bóng đi khá uy lực và nhằm vào vị trí khó. Rất tiếc đó có lỗi giao bóng kép của tay vợt này. 40-30. 6 lỗi giao bóng kép từ đầu trận đấu đến giờ của đôi vợt người Ấn Độ. Một số lỗi khá lớn.
Như vậy là bóng trả rất khó chịu vào sát chân của Ramanathan. Quốc Anh phải xử lý rất khó khăn trái tay. Cơ hội đến để có thể hướng tới việc giành break cho đội vợt hạt giống số 1 khi họ có cơ hội giành điểm bóng vàng ở game giao bóng này của đối phương. Thế đường Chichian và Ramanathan đòi lại được break để cân bằng tỷ số, nhưng khó khăn họ vẫn phải đối mặt ở game giao bóng này. Giao bóng 2 đã chạm lưới của Ramanathan. Bóng rất khó trong tình huống này. Bóng nhằm vào vị trí góc chữ T và đi khá nhanh. Bóng 2 rất tốt của Ramanathan và giúp họ giành điểm bóng vàng ở trong game đấu này và vươn lên dẫn trước với tỷ số 5-4 ở trong set đấu đầu tiên. Sự vươn lên rất ấn tượng của hai tay vợt người Ấn Độ. Nhưng sau game giao bóng vừa rồi thì có vẻ như Nedun Chichijan và Ramanathan cần phải bàn lại chiến thuật với nhau. Hai đội vợt có vẻ như kết hợp không ăn ý và đã có những phàn nàn từ phía tay vợt Nedun Chichijan. Nedun Chichijan, tay vợt của Ấn Độ năm nay 27 tuổi. Và trong sự nghiệp thi đấu của mình thì anh đã thi đấu rất thành công. Tay vợt này đã từng thi đấu hiệu quả và có 5 chức vô địch trong khổ ITF ở nội dung đánh đơn. Và từng vươn lên vị trí thứ 293 thế giới đánh đơn và 285 thế giới ở nội dung đánh đôi. Lúc này thì Nedun Chichijan đang có vị trí tốt trên bảng xếp hạng đôi ATP, vị trí thứ 128. Tư thế dẫn break và dẫn trước ở trong set đấu đầu tiên này, lúc này thì Sanchai và Sonchat lại phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Sanchai giao bóng ở game đấu thứ 10 này. Game đấu họ buộc phải thắng, nếu như không sẽ gác vợt ở set đấu đầu tiên. Nedun Chichijan và Ramanathan đã cải thiện được số điểm winner của họ từ đầu trận đấu. Dù vẫn đang đôi vợt mắc nhiều lỗi từ đánh bóng hỏng hơn, nhưng họ đang dần xoay chuyển được thế trận ở set đấu thứ nhất. Một lô bóng quá non của Nedun Chichijan. Rất dễ dàng trên lưới trong tình huống vừa rồi cho tay vợt Sonchat. 40-0 cách biệt điểm số ở game đấu này. Cú phản xạ rất nhanh của tay vợt người Thái Lan Sanchai Ratiwat. Game thắng cho đội vợt hạt giống số 1 và đã giúp họ cân bằng tỷ số 5 đều ở trong set đấu thứ nhất. Hiệu quả giao bóng 1 lúc này thì Nedun Chichijan và Ramanathan đã cải thiện rất đáng kể và vươn lên ngang bằng với đối thủ ở trong set đấu. Họ vẫn đang cần cải thiện hơn nữa giao bóng 2. Tình huống di chuyển không hợp lý trong tình huống vừa rồi của tay vợt Sonchat.
30-0 cho đối vợt đến từ Ấn Độ. Dứt điểm tốt của hai tay vợt người Thái Lan. Tình huống này thì Sanchai và Sonchat đã thực hiện được những pha đánh tốt trên lưới. Họ cài bóng khéo và có được thế chủ động trước khi thực hiện cú smart ghi điểm. 30 đều hai đôi vợt. Pha xử lý không tốt của tay vợt Nedun Chechiyan. Bóng ở vị trí sâu và cú đánh của anh đã không đủ mạnh để qua lưới. Pha xử lý sát chân tương đối khó. Game đấu thứ 11 và có cơ hội bước ngoặt cho hai tay vợt Sanchai và Sonchat. Họ đứng trước một break point và đứng trước điểm bóng vàng. Giao bóng rất khó chịu của tay vợt Nedun Chechiyan. Tay vợt thuận tay trái của Ấn Độ. Bốn mươi đều hai đôi vợt, điểm bóng vàng cho cả hai đôi vợt ở trong game đấu này. Pha chào bóng đúng vào vị trí của đối phương từ phía đại diện người Thái Lan. Khá dễ dàng để dứt điểm cho Ramathan. Đây sẽ là điểm số rất quan trọng đối với cả hai đối vợt ở trong set đấu đầu tiên này. Như vậy là pha chào bóng rất hay. Sanchai và Sonchat đã rất chủ động trong pha trả giao bóng và tấn công vừa rồi để giành điểm khi đối phương đã chưa kịp lên lưới. Game đấu thứ 11 lại có tính bước ngoặt đối với cặp song sinh người Thái Lan. Họ đã lần thứ hai có cơ hội giành break để vươn lên dẫn trước ở trong set đấu đầu tiên này. Và break ở game đấu thứ 11 là break có thể mang tính bước ngoặt cho đôi vợt hạt giống số 1. Cặp song sinh của Thái Lan là Sanchai và Sonchat Ratiwat đã cùng nhau thi đấu thành công và lần đầu họ đăng quang chức vô địch ATP đầu tiên là tại Bangkok vào mùa giải 2007. Chúng ta thấy trên khán đài lúc này có rất nhiều các vị khách quý, có đại diện của Tổng cục Thể dục Thể thao, đại diện của VTV Cup, của Truyền hình Cup Việt Nam, của Liên đoàn Quần vợt Việt Nam, và thu được đông đảo sự theo dõi của các người hâm mộ tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là đông đảo các fan hâm mộ
quần vợt trên khắp đất nước qua truyền hình. Vậy là mái che sân đấu trung tâm tại câu lạc bộ Lan Anh đã được đóng lại. Những ngày thi đấu vừa qua thì cũng đã có nhiều ngày thi đấu mà các trận đấu đã bị ảnh hưởng bởi trời mưa. Tuy nhiên thì chỉ trong ít phút là sân đấu, mái che sân đấu đã được đóng lại để các tay vợt có thể đảm bảo lịch thi đấu của mình không bị gián đoạn quá lâu. Quy tụ 4 tay vợt nằm trong top 100 thế giới: Malek Zaziri, Dudi Sela, Daniel Taro, Jordan Thompson. Cùng với đó là Sergei Stakhovsky, Marinko Matosevic. Và dĩ nhiên, không thể thiếu hai tên tuổi hàng đầu của quần vợt Việt Nam là Lý Hoàng Nam và Nguyễn Hoàng Thiên. Đón xem ATP Challenger Việt Nam Open trên Thể thao TV và Thể thao tin tức HD. Quy tụ 4 tay vợt nằm trong top 100 thế giới: Malek Zaziri, Dudi Sela, Daniel Taro, Jordan Thompson. Cùng với đó là Sergei Stakhovsky, Marinko Matosevic. Và dĩ nhiên, không thể thiếu hai tên tuổi hàng đầu của quần vợt Việt Nam là Lý Hoàng Nam và Nguyễn Hoàng Thiên. Đón xem ATP Challenger Việt Nam Open trên Thể thao TV và Thể thao tin tức HD. Quy tụ 4 tay vợt nằm trong top 100 thế giới: Malek Zaziri, Dudi Sela, Daniel Taro, Jordan Thompson. Cùng với đó là Sergei Stakhovsky, Marinko Matosevic. Và dĩ nhiên, không thể thiếu hai tên tuổi hàng đầu của quần vợt Việt Nam là Lý Hoàng Nam và Nguyễn Hoàng Thiên. Đón xem ATP Challenger Việt Nam Open trên Thể thao TV và Thể thao tin tức HD. Quy tụ 4 tay vợt nằm trong top 100 thế giới: Malek Zaziri, Dudi Sela, Daniel Taro, Jordan Thompson. Cùng với đó là Sergei Stakhovsky, Marinko Matosevic. Và dĩ nhiên, không thể thiếu hai tên tuổi hàng đầu của quần vợt Việt Nam là Lý Hoàng Nam và Nguyễn Hoàng Thiên. Đón xem ATP Challenger Việt Nam Open trên Thể thao TV và Thể thao tin tức HD. Quy tụ 4 tay vợt nằm trong top 100 thế giới: Malek Zaziri, Dudi Sela, Daniel Taro, Jordan Thompson. Cùng với đó là Sergei Stakhovsky, Marinko Matosevic. Và dĩ nhiên, không thể thiếu hai tên tuổi hàng đầu của quần vợt Việt Nam là Lý Hoàng Nam và Nguyễn Hoàng Thiên. Đón xem ATP Challenger Việt Nam Open trên Thể thao TV và Thể thao tin tức HD. Đến từ Thái Lan, và game đấu này thì Sonchat đang là tay vợt cầm dao bóng. Họ có cơ hội rất tốt để hướng tới game thắng quyết định sau khi giành break bước ngoặt ở game đấu thứ 11. Pha di chuyển quá nhiều và vẫn trả ra bóng không thành công của Ramanathan. 30-0 cho đôi vợt hạt giống số 1. Cú sao bóng đặt điểm rất khó chịu của cả Sanchai và Sonchat. Đó là lý do tại sao mà họ duy trì được hiệu quả giao bóng 1 rất tốt từ đầu trận đấu đến giờ. Đã có lỗi kép ở trong tình huống vừa rồi. Như vậy là ngay sau khi mắc lỗi giao bóng kép đầu tiên trong trận đấu thì Sonchat đã sửa sai bằng một điểm ace, giúp cho đôi vợt hạt giống hàng đầu của giải đang đứng trước cơ hội để giành điểm quyết định ở trong set đấu đầu tiên. Rất dễ dàng giữ điểm cho tay vợt
Sonchat Rattiwat, và như vậy là cặp song sinh của Thái Lan đã lên người giành chiến thắng ở xét đấu đầu tiên này với tỷ số 7-5. Lần đầu tiên giành break, họ đã duy trì được tới game đấu thứ 8 và sau đó tiếp tục giành thêm break lần thứ 2 trong xét đấu này ở game đấu thứ 11, và đó là bước ngoặt để giúp họ hướng tới game cầm dấu bóng quyết định trước khi giành chiến thắng với tỷ số 7-5 trong xét đấu đầu tiên của trận chung kết đôi nam ngày hôm nay. Có phải đối thủ đang là phong độ cao như Sanchai và Sonchat đã thi đấu rất bản lĩnh, họ vẫn kinh nghiệm và xuất sắc hơn ở những game đấu mang tính bước ngoặt, tận dụng rất tốt cơ hội để vươn lên giành ưu thế và giành set thắng đầu tiên với tỷ số sát nút. Đây là set đấu mà Sanchai và Sonchat có hai điểm ace, họ chỉ mắc một lỗi giao bóng kép ở game đấu cuối, trong khi Dedon Chiyojan và Ramathan đã mắc tới 6 lỗi giao bóng kép rất lớn và hiệu quả giao bóng 1 trong sân của họ rất thấp so với Sanchai và Sonchat. Đội bóng của Thái Lan có nhiều hơn 3 điểm winner, mắc ít hơn 11 lỗi đánh bóng hỏng và tận dụng được 2 trong 5 cơ hội giành break. Dedon Chiyojan và Ramathan cũng đã có cơ hội để cân bằng tỷ số 5 đều trong set đấu sau khi dẫn break trước, nhưng họ đã không thể đưa set đấu vào loạt tie break. Nhiều hơn đối phương 16 điểm, Sancha và Sonchat đã là những người giành thắng lợi 7 năm ở set đấu thứ nhất này và đang tạm vươn lên dẫn trước 1-0 trong trận chung kết. Chúng ta cùng trở lại với diễn biến ở trong set đấu thứ hai, trận đấu chung kết đôi nam giữa các đôi vợt hạt giống số 1 Sanchai và Sonchat Rattiwat của Thái Lan và đôi vợt đến từ Ấn Độ Nedun Jayasijan và Ramanathan, đôi vợt hạt giống số 4. Set đấu thứ hai, quyền đấu bóng trước vẫn thuộc về phía các tay vợt của Ấn Độ và tay vợt Ramanathan sẽ lên người cầm dấu bóng trước. Anh cũng chính là tay vợt cầm dấu bóng ở game đầu tiên trong trận đấu này. Ở set đấu thứ nhất thì ngay game giao bóng đầu tiên của mình, Ramathan đã không giành được một điểm nào cùng với tay vợt đồng đội. Họ mất trắng game giao bóng đầu tiên. Đó là cú giao bóng rất chính xác và khó. Điểm ace cho tay vợt Ramathan. Điểm ace đầu tiên cho đôi vợt của Ấn Độ ở trong trận đấu này. Set đấu thứ nhất thì càng thi đấu, hai tay vợt của Ấn Độ càng cải thiện được hiệu quả giao bóng một giành điểm và hoàn toàn khác hẳn với set đấu đầu tiên. Game giao bóng đầu tiên ở set đấu này của Ramathan, anh đã cùng với Nedun Chiyojan giành được những điểm số liên tiếp để nhanh chóng kết thúc game đấu.
Sa Chai cũng sẽ là tay vợt cầm dấu bóng đầu tiên ở xe đấu thứ hai bên phía đôi vợt hạt giống số 1. Và di chuyển và giữ điểm tốt của tay vợt Sonchat. Bóng đã bị cài vào chân trong đà lên lưới của tay vợt Sanchai Ratiwat. Gắn bóng cực khéo của Sonchat Ratiwat trên lưới trong tình huống vừa rồi. Pha phản xạ khá nhanh của tay vợt Sanchai trong tình huống này. Và bóng đi khá sâu. Bóng một rất uy lực của tay vợt Sanchai Ratiwat. 40-30 cho đôi vợt của Thái Lan. Rất tiếc cho tay vợt Daedun Jeechan. Vẫn là một pha xử lý trả bóng khá sát người của tay vợt này. Game thắng cho Sanchai và Sonchat. Và tỷ số được cân bằng 1-1 ở đầu set đấu thứ hai. Dấu bóng đã rất khó tình huống vừa rồi. Những cú dấu bóng đạt điểm cực tốt của Daedun Jeechan. Phía đối phương cũng rất khó phán đoán để trả dấu bóng. 30-0 cho đội vợt của Ấn Độ. Game thắng rất trong vánh cho Daedun Jeechan và Ramathan. Những game dấu bóng đầu tiên của họ sẽ đấu thứ hai này đã tỏ ra vô cùng hiệu quả. Set đấu thứ hai là set đấu mà đôi vợt của Ấn Độ sẽ cần phải thi đấu thực sự hiệu quả. Họ cần phát huy tốt hiệu quả giao bóng giống như ở cuối set đấu đầu tiên. Chắc chắn sẽ tạo ra một thế trận căng thẳng và quyết liệt hơn với đôi vợt hạt giống số 1.
Người dẫn bóng tiếp theo sẽ là tay vợt Sonchat Ratiwat. Cú xử lý trái tốt của Sonchat. Người mắc lỗi tình huống vừa rồi là tay vợt Medun Chechiyan khi anh đã thực hiện pha cài bóng sâu không thành công. Cú đánh rất tốt của tay vợt Nedon Chechiyan. Đó là một cú đánh thuận tay bóng căng nhưng đánh tốt spin. Ở tình huống này thì Sanchai đã bị đối phương đánh lừa. Cú tốt spin của đối phương đã trong sân dù anh đã phán đoán một tình huống bóng đi ra ngoài. May mắn không đứng về phía đối vợt của Ấn Độ, bóng đã không leo lưới. Pha trả ra bóng không chính xác của Nedun Chechiyan. 40-15. Pha di chuyển cực tốt của tay vợt Sonchat cùng với Sanchai đã kết hợp ăn ý trong tình huống này để tạo ra sức ép và giành điểm quyết định, qua đó cân bằng tỷ số 2 đều ở trong set đấu thứ hai. Đó là cú sâu bóng bóng ngắn ra mang, lỗi một của Ramathan. Đó là cú đánh rất khó chịu của tay vợt Ramathan khi anh đã nhằm vào vị trí giữa hai tay vợt của Thái Lan. Cú đánh nguy lực vào bóng căng khiến Sanchai và Sonchat đã rất khó để phối hợp phòng ngự và bắt trên lưới. Lưới quá hay của tay vợt Nedun Chechiyan ở tình huống này, dù đối phương thực hiện một pha đánh bắn lưới rất uy lực. Và tình huống sau đó thì Ramathan cũng đã có một pha xử lý rất kinh nghiệm, dứt điểm cài bóng vào chân đối phương. 30-0 cho đôi vợt hạt giống của Ấn Độ. Hiệu quả ra bóng 1 giành điểm của hai tay vợt Ấn Độ đã được cải thiện rất đáng kể, lúc này đã trên 80% ghi điểm. Hiệu quả giành điểm của họ đang tốt hơn so với các đôi vợt của Thái Lan. Tuy nhiên thì họ đang cần phải cải thiện hiệu quả ra bóng 1 trong sân. Game thắng cho Nedun Chechiyan và Ramathan. Tỷ số là 3-2, tạm nghiêng về phía đôi vợt hạt giống số 4. Ở set đấu thứ hai. Tay vợt Ramathan là tay vợt của Ấn Độ, năm nay mới chỉ 21 tuổi, có chiều cao khá tốt 1m88
và là một tay vợt có khả năng giao bóng khá uy lực. Trong sự nghiệp thi đấu của mình thì Ramanathan đã từng có vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng ATP. Đó vị trí thứ 245 thế giới vào tháng 2 năm 2016. Lúc này ở nội dung đánh đơn thì anh có thứ hạng 257. Đánh đơn thì có thứ hạng 228 và đánh đôi thì có thứ hạng 257. Và tháng 7 năm 2016 này thì Ramanathan đã lần đầu góp mặt trong top 200 trên bảng xếp hạng đơn ATP ở thứ 196 vào tháng 7 ngày 25. Trong khi đó tay vợt người đồng hương Nedon Chechijan là một tay vợt thi đấu khá tốt, đặc biệt ở nội dung đánh đôi với thứ hạng lúc này 128 thế giới. Một giờ này thì Nedon Chechijan đã đánh cục cùng cặp cùng với tay vợt Minani đang quang chức vô địch tại giải Nanjing Challenger và đánh cặp cùng với Lopez Perez đang quang chức vô địch tại giải Kashi Challenger, hai chức vô địch trong khổ Challenger trong mùa giải đã giúp cho Nedon Chechijan đang có cơ hội tiến sát tới top 100 trên bảng xếp hạng đôi ATP. Son Trai và Son Chat lúc này đã thay một màu áo mới. Dù vậy thì vẫn không có đặc điểm gì để có thể phân biệt được hai tay vợt này, dù quan sát hai tay vợt người Thái Lan ở vị trí rất sát. Đây là game giao bóng của tay vợt Son Chat Ratiwat. Và những cú giao bóng rất chính xác của tay vợt này đã gia tăng khoảng cách nhanh chóng. Điểm số 30-0 cho đội vợt hạt giống số 1. Làm cú sơ bóng ăn vào góc chữ A tương đối khó chịu của Son Chat Ratiwat. Pha di chuyển đầy cố gắng của Nedon Chechijan nhưng anh đã không thể cứu được tình huống vừa rồi. Cú ngắt của San Trai, bóng đã đi cực ngắn trên lưới. Ba đều là điểm số, là tỷ số lúc này ở set đấu thứ hai cho hai đôi vợt. Kết quả ra bóng một của hai đôi vợt giành điểm tương đương nhau, nhưng đôi vợt của Ấn Độ thì có hiệu quả giao bóng một trong sân có phần kém hơn. Đây là thời điểm mà đôi vợt của Ấn Độ đang rất quyết tâm khi set đấu thứ hai đang đi vào những game đấu rất quan trọng. Đây cũng là thời điểm mà đôi vợt của Ấn Độ sẽ cần phải vươn lên giành thế trận. Để thay đổi tình thế ở trong trận đấu này. Cú vung trái nắn bóng rất dễ dàng giành điểm. Bóng đi quá căng và khó phán đoán cho đối phương. Tình huống vô bóng trên lưới không thành công. Liên tục những cú bung trái từ phía sau sân. Đây là tình huống phá đoán và theo bóng không kịp của tay vợt San Trai.
30-15 cho đôi vợt của Ấn Độ. Lỗi trong tình huống này của Daedeon Chechichan, 30 đều. Đã bị mất 2 điểm trong game giao bóng này. Và tình thế đang trở nên khó khăn cho đôi vợt hạt giống số 4. Lỗi của tay vợt Ramathan. Anh đã khá bình tĩnh để thực hiện những pha ngắt bóng trên lưới trước những tình huống tấn công của đối phương, nhưng vừa rồi là một pha cài bóng quá sâu. Cơ hội giành break dành cho đôi vợt nhà Ratiwat ở trong game đấu thứ 7 này để họ tạo ra bước ngoặt. Giờ bóng một rất hay của Daedeon Chechichan. Anh đã đưa game giao bóng này vào điểm bóng vàng. Game đầu cứu thua rất tốt của Daedeon Chechichan. Họ đã nỗ lực cứu thua nhưng đầy khó khăn. Sancha và Sonchat đã có được cơ hội và đã tận dụng rất tốt để tạo ra bước ngoặt ở game đấu thứ 7 của set đấu thứ 2. Lại thêm một lần nữa, lần thứ 3 trong trận đấu chung kết ngày hôm nay, họ là những người giành break trước để vươn lên trước đối thủ của mình. Trong năm 2016 này thì hai tay vợt nhà Ratiwat đã cùng nhau giành được hai chức vô địch Challenger. Đó là các chức vô địch Challenger, giải Gwangju Challenger và giải Kaohsiung Challenger. Ngày nay thì họ đang đứng trước nhiều cơ hội để hướng tới danh hiệu Challenger thứ 3 trong mùa giải. Suốt từ mùa giải 2009 đến nay thì đều đặn các mùa giải, hai tay vợt nhà Ratiwat đều ít nhất giành hai chức vô địch Challenger trong một năm. Trong đó 2012 là mùa giải thành công nhất khi họ đã từng vươn lên vị trí và kết thúc ở vị trí 68 trên bảng xếp hạng ATP đôi, 66 trên bảng xếp hạng đôi ATP. Lại vẫn những tình huống lùi và dứt điểm cực tốt của hai tay vợt nhà Ratiwat. Và dứt điểm vừa rồi là của tay vợt Sanchai. Còn game cầm giao bóng này là của Sonchat. Bóng đi quá mạnh. 30-0 cho hai tay vợt hạt giống số 1.
40-15. Tình huống xử lý của Ramathan. Tình huống bắt bóng của tay vợt này và cài bóng cực sâu. Nhưng rất đáng tiếc trọng tài xác định là bóng của Ramathan đã đi ra ngoài. Và đã có game thắng cho Sanchai và Sonchat, giúp họ vừa lên dẫn trước với tỷ số 5-3. Liệu Ledun Chichuan và Ramathan có cơ hội đòi lại break giống như họ đã làm được ở set đấu đầu tiên hay không? Lúc này thì game đấu, lúc này set đấu đang đi vào những game đấu mang tính quyết định. Đây cũng là game giao bóng buộc phải thắng để nuôi hy vọng cho đôi vợt hạt giống số 4. Đây là một cú giao bóng với điểm rơi khá là nhạy cảm. Tình huống dứt điểm thành công của Ledun Chichuan. Bóng smart khó để thực hiện pha trả cho tay vợt của Thái Lan. Cách biệt 3 điểm trong game giao bóng này của đôi vợt Ấn Độ. Và điểm trực tiếp, game giao bóng rất hiệu quả của tay vợt Ấn Độ. Qua đó họ tiếp tục nuôi hy vọng rút ngắn tỷ số xuống còn 4-5 ở set đấu thứ hai. Chỉ một game giao bóng thành công nữa là hai anh em nhà Ratiwat sẽ có cơ hội giành chức vô địch Challenger thứ 3 trong năm. Và nếu giành chức vô địch với 90 điểm có được trên bảng xếp hạng, sẽ có thể đưa Sanchai và Sonchat trở lại với top 100 thế giới trên bảng xếp hạng đôi ATP. Khi bảng xếp hạng đôi ATP được công bố vào tuần vừa rồi thì hai anh em nhà Ratiwat đã bị tụt 4 bậc trên bảng xếp hạng, từ vị trí thứ 98 xuống vị trí thứ 102. Game giao bóng có thể mang tính quyết định cho hai tay vợt Sanchai và Sonchat. Và đây là game giao bóng của tay vợt Sonchat Ratiwat. Còn nhớ thời điểm khi đăng ký tham dự giải Việt Nam Open 2016 này thì vị trí của hai tay vợt Sanchai và Sonchat là hạng 196. Nhưng giờ thì họ đang có cơ hội để giành được chức vô địch và hướng tới thứ hạng trong top 100. Bóng trả quá sâu tình huống này. Và đó là một tình huống rất khó cho tay vợt của Thái Lan. Đáng tiếc là pha xử lý của Ledun Chichuan, bóng đã đi ra ngoài. 15 đều hai đôi vợt. Cú đánh rất tốt của tay vợt Sanchai. Đầu tiên là cú smart và sau đó là cú forehand, bóng đều rất uy lực. 30-15 cho đôi vợt hạt giống số 1. Họ đang tiến gần hơn tới những điểm số quyết định cho chức vô địch. Phát bóng rất hay của Ramathan, bóng quá sát vị trí của tay vợt Sanchai. Điểm số đã được cân bằng 30 đều.
tình huống giao bóng của Son Trai và anh lên lưới thực hiện một pha cái bóng sâu và xiết gây được khó khăn cho Marathon. Và phía trước là Champ Sipoy cho hai tay vợt hạt giống số 1 của Thái Lan. Cặp song sinh hạt giống số 1 đang đứng trước cơ hội giành điểm quyết định trong trận đấu chung kết này. Và họ đã kết thúc tuyệt vời bằng một điểm ace. Ngôi vô địch của giải Việt Nam Open 2016 đã được xác định ở nội dung đánh đôi nam. Cặp song sinh hạt giống số 1 của Thái Lan là San Chai và Son Chat Ratinwat đã là những người giành được chức vô địch bằng chiến thắng cách biệt tỷ số 2-0 trước hai tay vợt hạt giống số 4 đến từ Ấn Độ, Medung Chichian và Ramanathan. Trận đấu rất bản lĩnh của hai tay vợt hạng 102 thế giới này. Và họ đã kết hợp rất ăn ý, thành công, bản lĩnh hơn đối thủ, vươn lên ở thời điểm quyết định để hướng tới chiến thắng trong cả hai set đấu. Một chiến thắng rất chóng vánh dành cho anh em nhà Ratiwat. Và đó cũng là một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng với tỷ số cuối cùng 7-5-6-4 cho các tay vợt đến từ Thái Lan, giúp họ giành được mức tiền thưởng $3,100 và 90 điểm thưởng trên bảng xếp hạng. Đây trận đấu mà Sancha và Son Chat đã có được 4 điểm ace, mắc một lỗi giao bóng kép, trong khi đôi vợt của Ấn Độ đã mắc tới 6 lỗi giao bóng kép. Họ duy trì được hiệu quả giao bóng 1 giành điểm, giao bóng 1 trong sân đều rất tốt, nhiều hơn 4 điểm winner, mắc ít hơn 13 lỗi từ đánh bóng hỏng và tận dụng được 3 trong 7 cơ hội giành break và giành được nhiều hơn đối thủ 15 điểm tổng cộng ở trong trận đấu này, trước khi kết thúc trận đấu với tỷ số 7-5 và 6-4 để giành được ngôi vô địch nội dung đôi nam của giải ATP Việt Nam Open 2016. Và đó cũng là chức vô địch Challenger thứ 3 trong mùa giải này của hai anh em nhà Ratiwat trong khuôn khổ ATP Challenger.